sâu càng nhìn đồi núi càng xinh, hoa cầu thắm thắm đến đây sẽ có được các tiên cô đẹp như nào và cô tiên cũng là cô tiên như nào, tiên đóng các quý khách đoàn hoàng lịch sự sang trọng, không mua được hàng không về. Đấy. Khi cô khách ra về thì cô tiên Ngọc sẽ bảo là người ơi người ở đây là đừng về, và khách sẽ chào là cô tiên Ngọc là đến nghe là thế.
chiều, trước nhiều mây nằm chiếu linh đèo. Chương trình gặp gala karaoke của chúng tôi thân đầy đàn hẻo thân thiết chào tất cả.